qua trứng. Thôi gỡ cá tiếp. Trời vợ lắm hả? Ngồi đây. Cũng quá trời gà đặt bớt em mà. Cá đây. Nếu quý vị muốn mua các loại hải sản tươi khô được đánh bắt trực tiếp từ ngư dân như mực khô, cá khô, vui lòng liên hệ số điện thoại Zalo 0369591132 hoặc 0902864541. Cuộc sống dân biển vì niềm tin và sức khỏe của bạn. Đây là con đá đây gọi là đá bà ở dưới nước nha, và đang kéo lưới bắt đầu tắm thứ tư, gọi là giặt thứ tư đó. Cá lính dính mới đầu tiên mà cá dính mình thấy lai rai là mọi người. Ui trời ơi, rớt cá đổng bự. Đó, trời ơi, rớt lại rớt cá đổng bự nữa. Đó nữa. Ôi rớt nhiều quá. Đó, trời ơi. Cây. Cái cây hồi nãy là sao á? Đó, cá đó. Kém. Đó, cá trắng trắng luôn mọi người. Cái này chết nhiều rồi. Cái này đóng lâu rồi. Dắt dây luôn. Thôi mình qua mình gỡ cá với anh em đây. Để chạp nó ứ quá, nhiều quá làm nó lâu. Cái gì? Ô rớt mắc mà coi. Ồ, cá ăn luôn nha. Quá đã. Thôi, gỡ cá đây. Em nói với quý vị là giác này là quá ngon luôn, quá tuyệt luôn. Sợ là phá vỡ kỷ lục mấy giác trước luôn mọi người. Đó. Đó, cá mèo này. Đó, chủ yếu là cá mèo nhiều này. Đó, cá đổng nhiều này. Đó, đây là gỡ bia. Mình mới gỡ bia bên đó, mình về đây mình review cho mọi người xem xíu nè. Cái thử. Móc mỏ lên rồi. Đó. Có con tôm tít nữa. Có được con tôm tít vàng bự. Đó, mọi người thấy không? Đó, cá đó. Trời ơi, nó còn sống nó đi mất rồi. Số. Phải quay gà số là để về con rồi. Bữa nay gạo đây. Đó làm có là tại công vui lắm mọi người. Đây được con tôm tít vàng này. Ở đây không có trứng. Thôi gỡ cá tiếp. Trời ngồi đây. Cá này đa số là nó đóng ở dưới chì thôi rồi, cho nên mình gỡ nó dễ hơn, mình bỏ ra dày dễ hơn. Cái nếu mà đóng ở trên giữa rồi là anh em mà cũng như là khùng luôn á. Khùng luôn. Thôi gỡ tiếp. Đó, cứ bỏ ra một mớ vậy đó. Đó, có vợ đó. Và được gần hết lưới rồi mọi người. Còn khoảng cỡ 7-8 tấm nữa, cờ mía kia. Mà cá nhiều, phá kỷ lục luôn rồi. Càng lúc càng phá kỷ lục luôn. Cứ phá miết tới ngày về luôn à. Càng nút càng ra xé gì luôn. Càng nút càng chết gì luôn. Chỗ đây là do nó lặt lưới là nó không có quá dính nha. Đó, qua chỗ lặt lưới là nó có này. Bây giờ cá này là cá tặng đáy nha. giờ em láng luôn. Rồi đây là đưa xe máy lên chạy là ok luôn á. Review luôn hả? Review xe máy luôn hả anh? Xe máy luôn, review xe máy luôn. Ô, oh, dinh mực, ô, oh, tôm. Kéo lên, không kéo lên nè. Ô, oh, con mực, à, hai con luôn rồi ơi. Sống à, hai con sống à. Đây luôn. Ô, oh, quá đã. Tải ơi, tải. Ơi, câu này câu trôi chứ như lưới mà. Câu trôi mà. Trời, câu trôi. Giờ lấy ra. Câu này câu trôi, ốc mà, ốc trôi chứ như lưới. Đây mọi người, giác lưới này cũng như là bội thu luôn. Bội thu có 3 con mực ấm. Đâu rồi? Hai con kia đâu rồi? Rồi, đem về sau sẽ cắt rồi. Phơi rồi. Và cá mèo nhiều. Cá đổng cũng nhiều. Ở cái này mà kéo lưới hồi nãy giờ nửa tiếng rồi mà vẫn chưa gỡ cá xong. Còn có đóng đây nè, đóng đây nữa nè, đóng bên kia nữa à. Đó, hai bác kia chắc nhiều hơn đây á. Rồi bây giờ mình phụ lượm cá đổng vô. Tại sao phải lượm cá đổng trước? Tại vì cá đổng là phải xếp à, còn những cá kia thì chỉ bỏ kế thôi. Cho nên là mình lượm cá đổng trước cho anh em xếp nó lâu hơn. Hợp lý. Hợp lý không? Hợp lý. Rồi hợp. Uống làm ly đúng không? Hợp lý, làm ly. Máy đèn đã đè lên rồi. À, còn đây còn hấp giả, hấp đè hấp hấp đá, hấp đè bảy còn lại vô, mượn hồn vô. Rồi nổ máy đèn là có điện rồi. Ồ, trang lên rồi. Đó. Và điện cũng lên luôn. Và anh em mình à, đây là con cá mó mà. Mó đỏ. Không có ngựa hồi nãy đâu ta. Đem cắt rồi không? À trên kia. À bao có con mực chứ tôi tính để nằm trong cái chỗ của bao á. À đây mực đây nè. Đó, mực với tôm nằm đây. Đấy. Rồi bây giờ lượm cá. Lượm cá, lượm ghẹ. Đây là cá mó này. Rồi cá thẩn riêng nha. Cá mối riêng nha. Rồi cá xanh riêng nha à. Giác này quá đạt luôn. Quá đạt chỉ tiêu luôn. Khoảng cỡ 4 cái rưỡi cá đổng. Hơn 2 kết cá mèo. Cái ghẹ luôn rồi. Ghẹ đó là để tiền bừa cho anh em nha. Anh em cũng khoái chí. Cá mèo khoảng bao nhiêu 1 kg? Cá mèo cỡ 50. Cỡ 50 à? Cỡ 50.000 1 kg cá mèo. Bầu trời đã chói. Bỏ cá đổng lại. Bỏ cá đổng xuống đây. Rồi, mình đưa cá xuống tiếp. Và anh em mình bây giờ là soạn cái bọc ra để chuẩn bị kéo thêm vác lưới thứ 5. Còn vác đây là đưa qua rồi. Đây 4 vác. được mấy con cá trù luôn mọi ơi, chú thêm mấy con cá trù nữa. Ủa đã, mấy con đây tươi hơn mấy con kia nữa. Đây là cá trù luôn nha, là cá ngừ đó, cá ngừ nhưng mà riêng tay riêng của nó là cá trù. Đâu còn lâu mới nói, hỏi chi? Hỏi bữa nào tôi có chở nó lên khúc ấy. Nữa hả? Chở đi khúc luôn hả? Còn khúc kia đi bộ hả? Bộ ca này thôi đi chứ. À, được 5 con cá ngừ. Hồi nãy 3 con thêm 2 con nữa 5 con. Rất là cứng và tươi. Giờ này là khoảng cỡ 7 giờ nha mọi người, gần 7 giờ chứ chưa tới 7 giờ đâu. Đó. Bây giờ cá thì nó ít rồi mà cầm nó nhiều, thì một người bỏ ra đập cầm và hai người gỡ cá, có mình nữa phụ vô nữa. Mình thì dạng mới tập sự cho nên là anh em gỡ cỡ 8 con, mình gỡ 2 con nữa đủ 10 á. Hết dắt lưới ra rồi. Đây, gác ghẹ hơi về nhiều luôn rồi. Đó. Con ghẹ nhà, ghẹ xanh. Và các con cúm. Cúm đây luộc nguyên con ăn ngon lắm nha mọi người. Ăn là hơi nhẵn nhưng mà rất là ngon. Còn sống này. Còn lẹ. Còng nó nhiều ra đạp rồi. Còng nó chạy vô, còng lấy nhét chậm nó luôn chứ. Sao hả? Để cho quay chân đi. Rồi, hết tấm lưới. Hết một vắt lưới nữa rồi. Được bao nhiêu cá đổng vào mọi người ơi? Được chắc được một cái nha. Hết. Ok. Cầm vô khổ đời trai. Tương lai khổ dài dài nè. Nhưng mà vẫn đẹp trai. Cuộc sống dân biển. Phận ai làm đó, không ai nói gì một câu hết. Để anh Thịnh tôi chán lắm rồi. Phát biểu câu thế này. Tôi chán với biển giả lắm rồi. Hồi nãy kêu hào hứng lắm rồi, sao bây giờ tại sao bây giờ chán lẹ vậy? Giờ chán lắm rồi. Do giác này cá nó mời ít ra đây anh em ít hào hứng nha. Chứ cái đây là gọi là cái bọc cuối cùng. Cho nên là sức khỏe anh em cũng hơi đi xuống rồi. Có cá thì còn hứng lắm, nhưng mà giờ cá không có, chán lắm. công việc. Nhưng mà công việc thì phải làm thôi chứ cả gái ai sung sướng gì không. Chuyện giá chán lắm. Nha. Ô gì? Anh sợ em không ghẹ xanh, ghẹ ba chấm. Ai cũng kêu dân để giàu giàu đâu nó thấy cái cả tù. Chỉ còn khoảng cỡ vài tấm lưới nữa là xong, là anh em kết thúc ngày nay. Nhưng mà còn múi cá nữa rồi, múi cá là tầm giá khoảng cỡ 1,5 tiếng đồng hồ nữa mới xong. Đó, cây cờ nằm kia, cây cờ yêu thương của anh em nằm kia kìa, cây cờ ngủ của anh em. Giờ có đây gọi là con ghẹ đĩ nha. Ghẹ đĩ đây có lấy không? Bỏ à? Thôi, dạng nó còn sống mình thả nó luôn đi. Và con ghẹ thánh giá. Ghẹ đỏ, ghẹ thánh giá. Chứ là ghẹ khá nhiều. Đây là con cá ép. Em ghẹ xanh luôn. Ghẹ ba chấm. Vác lưới này khá thừa cá rồi. Khá thừa. Chủ yếu là cá đóng nước chảy thôi mọi người. Lưới đây gọi là lưới rê mà, tiếng chung của nó đó. Lưới rê gồm là lưới xù, lưới đổng, rồi những lưới trong gần bờ rồi đó, lưới cảng rồi đó. Đó, thuộc là lưới rê hết. Đó, khúc đây có cá đây. Đó, khúc đây được này. Ồ, khúc đây mánh nha, 8 cuối cùng mánh nha. Ồ, khóc cuối cùng luôn. Ok. Rồi bây giờ liệm cá thôi bà con ơi. Hết lên đựng muối lại rồi. Mấy bữa nay hai bữa nay là chỉ là lá xê thôi. Hai ngày được nhiêu đây mọi người à? Bây giờ anh em mình sẽ muối lại. Ủa đóng cái xô không? Xô mà xô nó muối nó lấy ra. Cái này trên mặt lấy ra thôi gì? Út tam sen đá là cũng như hy hộc luôn hả mọi người ạ? Quy hầm là ớn lắm. Thôi anh quên đi những năm tháng anh giúp em đi ăn no. Review gì trời? Tại này review. Rồi tắm hốt đã xong rồi. Anh em mình bây giờ chỉ đậy hầm và kéo bao lưới qua là về ăn cơm thôi. Tắm rửa ngủ nghỉ. Giờ này là khoảng cỡ mấy giờ? Cỡ 9 giờ. 9 rưỡi gì đó. Không có thời gian để vô trong đó coi đồng hồ đâu nha mọi người.